đó là mình đang kiếm một chiếc xe nhỏ gọi là để đi trong thành phố, tại vì giờ mình có hai chiếc rất là dài, rồi chiếc Mercedes với chiếc Mazda 6 rồi nó đều dài tương đương nhau, thì mình cần một chiếc xe nhỏ. Mà bữa giờ đi kiếm là i10 nè, Morning nè này kia, nhưng mà nó lại thiếu một cái gọi là Isofix, là để gắn cái ghế mà trẻ em đằng sau mua lại để đi luôn, cho nên là tìm cái nào có cái đó luôn, chứ để tới chừng mà cần xài thì không lẽ đi đổi cái xe khác nữa đó. Mà tiêu chí của mình đó là xe dưới 4 mét, tại vì mình cũng nhìn cái Mazda 2 thì nó là khoảng 4 mét 2, 4 mét 3 đó, Mazda 3 là 4 mét 4 rồi, bây giờ mà xe nhỏ hơn là Morning rồi i10 thì cũng có 3 mét 6, 3 mét 7 thôi, nhưng mà nó lại không có những cái Honda Brio. Thì cuối cùng là mình thấy con Polo là được nhất luôn, Volkswagen Polo. Thì đó, nó là 3,9 m 95. Nói chung là sát đẹp, có Isofix, có đầy đủ, mặc dù là nó hơi chán về công nghệ thôi, thậm chí start stop engine còn cũng có nữa. Thì cuối cùng là tự nhiên qua bên nội, nội mình với chú mình có một chiếc Hyundai i20 đời 2011. Wow, nó hồi đó mình có cùng chú mình đi đi mua chiếc này, thì cho đến giờ chiếc xe mọi người tưởng tượng coi chạy được bao nhiêu cây đó. Thì đó là chiếc xe này, nói chung là còn nguyên zin hết, zin zin mà tới nỗi là cái vỏ xe còn zin luôn, cái vỏ mà còn đét đét 2011 luôn á. Mình không biết có cái số ở đây không, nhưng mà trên cái ghi đét của cái vỏ là đây 27/11, tuần 27 của năm 2011, cùng đời của cái xe luôn. Bốn cái vỏ bằng zin gai rất là cao, còn nguyên mà, là mọi người hiểu xe ít chạy không, 12.000 cây trong gần 10 năm, tức là mỗi năm chạy 1.200 cây, tức là tháng chạy 100 cây. Nói chung là xe chụp bền không có chạy. Cái gai vỏ còn rất cao, nhưng thật sự mình nói mình có đi rồi, nó rầm vì cái gai nó chai, một cái vỏ, cái lốp xe nó chỉ là 5 năm thôi là nó đã over rồi, còn lại là mọi thứ khá là còn nguyên hết, xe chỉ dạng mới có 12.000 cây thôi. Đây thì mình sẽ, nó còn nó hơi bẩn vì xe không có được detail gì hết, về chạy chùm mền thôi mà, thì mình sẽ làm lại, mình sẽ thay bốn cái lốp, mình sẽ làm lại nội thất, rồi ở đây có bọc thảm, thì cái thảm nó hơi lâu cho nên là mình sẽ bỏ cái bọc thảm ở dưới ra luôn. Đây nó còn cái thảm zin ở đây nè, Hyundai, thì mình sẽ bỏ cái này ra, với lại rất là bụi dơ lắm, thì mình sẽ clean up lại hết. Xe này còn xài đầu đĩa, bỏ đĩa vô được luôn đó, bỏ đĩa vô được luôn. Đây 12.984 bỏ đĩa vô được luôn, nhưng mà cái loa nó bị rè rồi, rất là, thì mình sẽ làm cái đầu DVD, DVD ở đây, rồi mình sẽ thay bốn năm cái loa, sáu cái loa gì đó, mình đang lựa chọn giữa Focal và JL. JL Audio thì theo mình biết là cái bass của nó rất hay, tiếng bass á, thì có thể là cái sub JL, còn cái loa mà mid với high á thì là có thể là Focal chẳng hạn, thì mình chưa biết, mình phải đi hỏi các chuyên gia như anh Phú HP, anh Tâm Phan, đại khái là vậy. Cái máy lạnh thì nó hơi yếu, bật lên thì có tiếng nó hơi xì xì xì, mình sẽ thay cái lọc gió máy lạnh, dù sao cũng 10 năm, gần 10 năm rồi, với lại mình sẽ làm vệ sinh cái dàn lạnh luôn. Kính thì mình dán lại, kính cách nhiệt này lâu rồi 10 năm, thì mình sẽ dán lại một cái dòng của bên mình, kính xung quanh là 10%, kính này là 50%, bình thường là mình dán 70 đó, đại khái là vậy. Khi có DVD thì mình sẽ tháo được cái này ra, cái này là cái camera de thôi đó. Mà một cái điều mà mình bất ngờ hơn nữa là chiếc xe này được bà với chú tặng luôn, không lấy tiền, mình xin mua lại mà dứt khoát không lấy tiền, thì coi như một chiếc xe kỷ niệm mà hai người đó đã tặng cho mình, rất là, thật sự là ngạc nhiên và rất là cảm động luôn. Giờ mình có một cái chiếc xe nhỏ đi trong thành phố rất là tiện tuyệt vời, nhìn tới cái lốp luôn. Xe này như thay nhớt được có một lần thì sao gì mới chạy 12.000 cây à.
Mấy cái này sẽ tháo ra. Dở nhất là hồi xưa thì hay bấm rivê lên mấy cái logo nè. Mình chắc mình khoan mình tháo ra mình thấy logo. Em kiếm sao thì vẫn còn chưa dán cách gì. Thậm chí bên này còn có. Cái này chưa lột nữa. 10 năm. Cái này thì nó bằng cao su cho nên nó bị chảy ra, mọi người thấy không? Nó giống xe BM á, nó bị sẽ bị chảy ra, nó có cao su non trên này nè. Thì mình sẽ mua cái khác, mình thay cái này luôn. Đó. Makeover. À quên mọi người, còn cái món này nữa. Mọi người thấy cái miếng này không? Nó rất là dày mà nó vàng. Mọi người biết là gì không? BPF jean 10 năm trước của hãng đó. Đây là BPF thật sự. Đó nè, nó lên dấu luôn nè. Đâu có phục hồi vết xước đâu. Nói chung là nó quá công nghệ, quá cũ, nó rất là mau vàng. Nó bị chai nữa. Rất là dày. Nó dày theo cái kiểu thô á chứ mà nó cũng dai như cái kia đâu. Mình nghĩ cái này bóc ra là chắc nó dễ nát lắm. À nó vụn ra liền rồi. Cái này bóc dã man lắm, 10 năm rồi. Với lại mình có đây, sẵn mở cái máy cho mọi người coi. Wow, cái máy này mình có xịt rửa qua nhưng mà bản đầu nó cũng mới vậy đó. Mọi người thấy không? Cái bình này nó còn trắng bóc luôn nè. Thường cái máy mà cũ là cái bình này nó vàng khè luôn rồi. Đó, bình này trắng nè, cái này trắng bóc luôn nè. Cái này cũng trắng bóc luôn. Càng nhã man không? Hôm nay mình mua được cái vệ sinh càng lạnh. Giờ là cái này là xịn nhất trên thị trường rồi, mình hỏi là có cái nào xịn hơn nữa không? Thì người ta kêu cái này là hết cỡ rồi. Như là 4 triệu mấy 5 triệu gì đó. Đây, đó. Thì mình sẽ có cái đầu dò này. Này, yeah. Quay được cái này luôn. Đây, cái đầu dò này nó sẽ dò vô trong đó. Đó. Đây là để cái ống, cái bình dung dịch để làm sạch. Này là cắm cái hơi. Bình dung dịch. Thì bình dung dịch mình có mua sang lắm, mình mua một cái bình của Mẹt luôn. Đây, đây, bình này ở bên Mẹt luôn. 1.8-2 triệu gì đó. Đồ xịn. Rồi sẽ đổ vô bình này. Rồi. Không nhưng mà giờ đây mình mới tháo cái lọc gió của chiếc xe sau 10 năm. Ew. Rất là dơ luôn á. Nè. Cái lọc gió này là phải xài thường xuyên luôn, còn cái này là 10 năm kiểu như bám bẩn rồi nó ẩm á. Trời ơi, nó dơ dã man luôn. Mình đã đặt hai cái mới rồi. Cái này mà hít vô chắc. Cho nên là nên là khuyên thay cái này thường xuyên nha mọi người. Cái xe này á, nó khác. Đa số xe Nhật theo mình thấy á, nó chỉ có một dàn lọc thôi. Xe Mẹt tới hai dàn lọc. Xe Mẹt là một cái dàn lọc bụi ở ngoài cabo, một cái dàn lọc trong này tới hai dàn. Và cái lọc của nó rất là dày. Đó hồi mình sẽ cho mọi người coi cái lọc của xe Mẹt. Đây, mình có mua sẵn cái này là cái lọc chính hãng của Mẹt. Hai bộ lọc, một cái lọc bụi với một cái lọc ở trong, nó có hai dàn. Thì mình sẽ lấy ra so sánh cho mọi người thấy là nó khác gì. Đây là cái lọc bụi. Có airflow. Cái lọc này hình như là 900 triệu mốt gì đó, nếu có VAT gì đó. Mình quên rồi, mình có cái hóa đơn để mình check lại. Nó sẽ nằm ở phía ngoài. Khi mà bạn đóng cái gió mà lấy gió ngoài á thì nó sẽ bít cái này lại. Còn mà mở gió ngoài, lấy gió ngoài thì nó mở cái nắp lên vậy. Gió nó sẽ hút vô đây, nó lọc một lần. Xong sau đó nó chui vô trong máy lạnh, trong khoang máy lạnh. Thì nó qua cái lọc này. Wow. Cái lọc này rất là nặng và dày nha mọi người. Cái lọc này nó có bọc than hoạt tính ở giữa nữa. Nó rất là nặng. Cho nên nó vừa lọc được mùi, vừa lọc được chuẩn bụi PM2.5. Cho nên hỏi sao mà cái xe Mẹt đó nó lọc tốt lắm. Xe đứt, nói chung đó. Thì so lại thì mình chỉ có cái lọc nhỏ nhỏ vậy thôi, hai miếng. Thì nó chỉ bằng cơ bản là bằng cái lọc này thôi. Cho nên nó không thể nào chịu nổi. Cho nên là một mình nó là đảm nhiệm trách nhiệm lọc bụi, lọc trong vàng lạnh luôn. Đây là hai cái lọc đó, đây là mình nói sự khác biệt. Thì cái Mazda 6 mình cũng nghĩ là cái vàng lọc nó chỉ có một cái này, một cái update thêm từ bạn Huy Kona là
xe Kona cũng có hai dàn luôn, mình có thể là upgrade thêm cái option bên ngoài là 2 triệu thì phải là có cái dàn lọc bụi bên ngoài. Thì với kinh nghiệm chạy xe của mình á, mình mặc dù xe có nhiều hai dàn lọc nhưng mà mình cứ thấy mình đi sau xe bus là xe tải hay cái đường bụi là mình auto mình đóng, mặc dù mình biết nó lọc được á, nhưng khi nó đóng lại thì nó giúp cho mình gọi là đỡ hư cái lọc này hơn, ít bụi vô hơn vẫn tốt hơn đó, cải thiện không khí hơn. Rồi chia sẻ vậy thôi, nặng lắm, nặng tay luôn á, này mà bỏ lên cân là chắc cũng phải được 700 gram. Đó, giờ người ta sẽ chọt cái này vô trong để mình thử bấm cái đèn pin lên coi, ở đầu nó có đèn pin nè, thấy không? Đó, rất là dơ. Nó có cái màu này nè, đây là cái bề mặt gió nó hút vô. Đó, chọt vô. Cái này chắc mình uống cái này cong cong. Cong cong như vậy mọi người mới thấy được. Đó. Mình thấy được trong này. Rất là đã luôn. Coi trên đây là nguyên cái két nước nè. Thì cái két nước cũng không có bị dơ lắm, nó chỉ dơ hơi hơi dưới này thôi. Đó, còn cái sàn này dơ lắm, hồi mình sẽ xịt bay cái sàn này đi, bay cái chất bẩn đó, đóng cho mình. Với lại do cái ánh sáng này nè, mình có thể thấy dơ trên này nè. Cái này cũng hấp dẫn á, cái này mình mới thử lần đầu thôi, mình không có biết rành lắm, lát hồi mình pha vô mình thử. Thử sau mình phải còn biết cách chỉnh cái ống này nữa cho nó phù hợp. Rồi. Rồi, cuối cùng là anh Long CCM đã hỗ trợ mình có cái lọc mới tinh, nhìn nó trắng so với cái lọc kia là nó gớm lắm luôn á. Cái lọc này là JS của Nhật, nghe anh Long nói về JS của Nhật. Thì hãng này như là làm lọc rất là nhiều cho các dòng xe. Xe thì mình mới đổi 4 cái lốp, 4 cái vỏ xe. Mình thích thì cái dòng Primacy, tại Primacy Michelin á là nó rất là êm. Nhưng mà cuối cùng nó không có size của cái xe này là chỉ có mông có 15 thôi. Còn bề rộng là 185, nhỏ xíu á. Cho nên là cuối cùng Bridgestone lại có. Nên là mình dùng Bridgestone Touranza. Đây, Bridgestone Touranza, cái dòng này là cái dòng êm của nó. Thì là chạy là êm hẳn, cái cao su nó mềm. Cái này là bơm đủ ký rồi nha, nhưng mà sờ vẫn thấy nó mềm. Còn kia là nó chạy cứng luôn. Xe thì anh tháo hết ghế ra tại vì có bọc sàn ở trước đó, nhưng mà nó simili của sàn rất là hôi đó, thì giờ là tháo hết ra mà nhờ bọc sàn cho nên cái sàn này còn mới giả man luôn. Thì giờ là mình chỉ vệ sinh lại tất cả mọi thứ. Như lại đây là đây nè, cái này là cái Isofix nè,
để gắn ghế trẻ em nó móc vô đây nè, chỉ có hai cái này thôi mà giờ mấy cái xe nhỏ 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 giờ nó không có làm nữa, như i10 Morning gì đó mình hỏi Brio nữa cũng không có đó, nó chỉ có mấy cái này thôi, đơn giản vậy thôi. Đây ghế trẻ em click vô đây giờ sẵn tiện mà tháo ra hết cái này á, là mình sẽ vô Rolls Royce, xong rồi thắng dĩa là mình điều chuyển qua AP Racing 5000, trong mâm là có thể là mâm mâm rác hay là OZ gì đó, và bảo đảm chiếc này là chắc thành xe đua tới bến luôn á.